Max không độ, xương sáo đường đen, mát lành thanh nhiệt. Con tròn xinh à? Biết ngay mà. Cái người hát cho không biết gì hết. Ủa? Ai chờ? Bà có hợp tác với tôi không vậy? Em hát mà. Thì cho người ta chọn đó. Em hát mà. Em hát mà. Gục ngã. Trời ơi sao nó lật lọng. Gục ngã. Nói em dọn dùm hết số năm xong rồi. Trời sao con này lật lọng như vậy. Thì em phải để cho người ta nói để người ta còn chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Ok. Hôm trước khi em chọn thì em phải đính chính với đồng đội của em. Tại nãy giờ em chưa nói gì hết. Anh chứ em chưa thông đồng mà. Nên em đâu có phản anh đâu. Em nghĩ rằng bạn này hát không có hay anh ạ. Vì đúng sao cưng? Dạ. Em linh tính nó như vậy. Cái cảm giác, cái trực giác nó mách bảo. Bé này nói chuyện tâm linh quá ha. Em coi trên màn hình em không có nghiên cứu được nhiều anh ạ. Em không có tìm. Chứ ở đây anh nghiên cứu được nhiều. Chứ phải linh tính chứ em ạ. Em phải suy đoán đấy, cái khẩu hình, cái cách lấy hơi người ta. Thu Trang thuê được cả cái cổ nó rung. Cổ rung cuống, nhưng mà cái cuống này rung mình cũng diễn được anh ạ. Cái cuống nào rung đâu, nào diễn đi, đâu nào cuống như nào. Đâu. Đây là mày nuốt nước bọt con nhá. Đây là mày vừa nuốt nước bọt đấy. Thì giống như ha. Nó sẽ rung. Đâu rung đâu. Đâu. Hay là hát thử nào. Hai ba. Nó em nghĩ bạn này hát hay anh ạ. Vớ vẩn. Bạn này sẽ hát hay. Ủa sao đổi rồi? Đổi chiều rồi lẹ vậy. Ủa bây giờ cuối cùng là con hát hay không hay? Sau khi nghe Thành bắt bẻ hơi sợ quá, quyết định đổi ngược lại là hát con hay. Con phải coi lập trường của con. Dạ hát không hay. Mẹ theo con. Dạ à, đổi nữa rồi. Nó mới hay đó, nó mới vừa hay, hay đó. Vàng, chúc mừng em. Vàng. Bắt đầu này nói là rơi vào bẫy nè. Bắt đầu này nói đó. However. Ê, tôi xin lỗi nha. Nhỏ này cười không biết cười gì luôn á. Em không biết là cười đắc chí hay cười sảng nữa. Không, bà cười đang chân thành. Nhưng mà bà không biết chân thành đang nghĩ gì. Vậy thì đó không phải là đắc chí, đó không phải là cười sảng. Nó gọi là cười vô tri. However. Đời mà mấy anh chị, đúng không? Mua nhà cũng vậy. Chỗ nào ngon người ta bu vô à, đúng không? Thế nên đâu phải cái gì mà mình muốn đặt cọc là đặt cọc, quan trọng ai trả giá cao hơn. Chúng tôi con tròn xinh à. Biết ngay mà. Cái người hát cho không biết gì hết. Ủa ai chờ? Bà có hợp tác với tôi không vậy? Em hát mà. Thì cho người ta chọn đó. Em hát mà. Em hát mà. Gục ngã. Trời ơi sao nó lật lọng. Gục ngã. Nói em dọn dùm hết số năm xong rồi. Trời sao con này lật lọng như vậy. Thì em phải để cho người ta nói để người ta còn chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Ok. Hôm trước khi em chọn thì em phải đính chính với đồng đội của em. Tại nãy giờ em chưa nói gì hết. Anh chứ em chưa thông đồng mà. Nên em đâu có phản anh đâu. Tiếp tục phản lần hai. Thưa quý vị, hôm nay bị hạn gặp hai đứa không hợp tác. Tiện thì nhân tiện thì em cũng có một câu chuyện nho nhỏ. Trước khi chọn tới tôi qua đội này tôi ngồi cho nó. Là thật ra lúc đầu thì em có ý định về đội của anh Trường Giang. Mà nãy em có về anh cũng không chịu. Đội phải có giá vậy chứ. Trời em nói thiệt với chị. Trời đúng vô là được. Em nói thiệt chị nè, như vậy nè, nó làm gì làm. Cái người kéo mình về cũng phải chịu trách nhiệm. Nãy giờ ngồi im luôn anh. Đâu. Không phải, bây giờ em nghĩ là giờ phút này mình không nên nói ai sai đúng nữa. Mà chị Hằng nên chọn người để chị Hằng hát. Này không hợp tác. Cũng không hợp tác luôn. Nó giết đồng đội của nó. Nó giết đồng đội của nó. Nó giết luôn chương trình. Nó giận đồng. Cuối cùng ngày hôm nay tôi khẳng định Thuận Nguyễn là trùm cuối. Đó. Trời ơi, nó tiêu diệt chương trình. Dập tắt mọi vấn đề. Nó có thể dập tắt mọi vấn đề. Chưa đâu giờ đâu cả. Cạn lời. Thôi được rồi. Anh xin lỗi, vì em gọi anh bằng chú.
Ai biểu chê người ta quá làm chi. Ok, if you want, ok. And ok, you beautiful, ok. And you hồi nãy tôi nhớ rõ ràng nó là vì không có cái đôi giày đó mà no foot, no foot, no foot. Thực ra cái tiết mục vừa rồi thường thôi. Đỉnh cao chưa tới đâu à, lúc sau mới biết nè. Anh bạn chưa biết gì gọi là âm nhạc đỉnh cao. Thì em chỉ có hải ngoại mới có được. Sao vậy? Người ta nói thần thái đó. Thần thái sao liên chị? Quan tới hát hay bà. Thần thái liên quan tới hát hay bà. Thần thái nó biểu hiện trong cái bài hát là hát hay. Mấy người ta hát nhép thì khi ta là nhép giỏi mà ta ca ra cái rất quớt à. Nhưng những người người ta hát nhép nhưng nhiều khi cái mặt người ta rất quớt à. Có đâu. Nhưng chị bảo đảm hát hay. Nhưng anh Trường kêu hát không hay thì sao chị Giang? Bây giờ anh Trường hát không hay thì chị làm sao? À? Anh Trường nếu như anh nói là ông này hát không hay thì sao? Thì hát không hay. Ờ đó. Trời ơi. Như cỏ bàn tay. Về lại. Không thể sai chị được. Bà ngang ngược dễ sợ. Đừng làm cho bé nó sợ. Trời ơi, con đẹp trai quá. Giang ơi, đừng làm bé nó sợ. Mẹ dở quá vậy con. Mẹ không chấp nhận. Con đẹp trai quá con. Đừng về với mẹ vậy. Nha. Bé nó gã gời đó. Gã gời. Lộc ơi, con nhà hả? Mẹ dắt trai về cho con. Lê Lộc à? Mẹ về đây mẹ. Lê Lộc dễ thương lắm á. Con gái, con biết con gái mẹ hả? Dạ biết. Vậy về. Thấy em sao? Từ từ đó về gì? Thấy em sao đã? Con dễ thương đó, đẹp trai. Em là Lê Lộc đó. Con. Em là Lê Lộc mà hỏi người ta có thấy em sao? Con thấy em Lê Lộc sao? Dạ bình thường. Vậy Giang ơi. Lê Lộc ơi, mẹ con đem bán con sai chỗ rồi. Lòng Lê Lộc nó đang là diễn viên triển vọng mà. Nó cũng tươi sáng quá mà. Gì vậy? Hỏi em đang khiên gì đây nghĩa? Khiên gì vậy? Hả? Khiên gì vậy? Xô mực. Ủa, em có bạn gái rồi đúng không? Dạ chưa. Chưa mà vẫn thấy bình thường. Nhưng mà bởi vì cái quan niệm của em nó là thấy Lê Lộc nó bình thường thôi. Trời ơi, chứ đâu có phải là chê đâu. Đúng rồi, không có chê. Đâu có chê. Ý không, bây giờ chị ý của con bình thường là sao? Trời ơi, còn nữa hả chị? Hả? Hỏi tiếp cho nữa. Cho tới đi con. Để cho em để cho em trả lời. 3/4. 3/4 là sao em? 3/4 là trên trung bình rồi. Là 7.5. 73. 73 hay 7? Vậy là con của mẹ 7 hả? Vậy con 3 hả? Khoan, bây giờ vậy nè. Em nói bình thường. Còn mẹ của em nói thì sao? Không à? Bình thường. Sao em thấy sao? Em thấy mẹ của em nói thì sao? Em thấy cô Giang khá là vui. Em có thiện cảm nhiều không? Dạ có. Thấy chưa? Nếu có một bà mẹ vợ như vậy em nghĩ sao? Thì sợ. Con nói thật lòng đi con. Để nhỏ con nói thật nếu, lòng cho cô Giang nghe coi. Gọi là nếu thôi. Nếu em có một người mẹ vợ như vậy em nghĩ sao? Em nghĩ là cả nhà đều vui. Nói thấy chưa, cả nhà đều vui. Vậy. Trời ơi. Đừng làm cháu sợ. Đừng làm cháu sợ. Chị Giang ơi, mình đang cố tạo một hình ảnh đẹp cho. Bạn này hát không hay nha. Em nghĩ là hay á anh. Tại vì em nghĩ theo là phong hay. Cách là em thấy là bạn này sẽ hát một cách. Có phong cách là hát hay ạ? R&B. Em nghĩ rằng bạn này hát không có hay anh ạ. Vì đúng sao cưng? Dạ, em linh tính nó như vậy. Cái cảm giác, cái trực giác nó mách bé bảo. Này nói chuyện tâm linh quá ha. Em coi trên màn hình em không có nghiên cứu được nhiều anh ạ. Em không có tìm. Chứ ở đây anh nghiên cứu được nhiều. Chứ phải linh tính chứ em ạ. Em phải suy đoán đấy, cái khẩu hình, cái cách lấy hơi người ta Thu Trang thuyết được cả cái cổ nó rung. Cổ rung cuống, nhưng mà cái cuống này rung mình cũng diễn được anh ạ. Cái cuống nào rung đâu, nào diễn đi, nào làm cuống như thế nào. Đâu. Đây là mày nuốt nước bọt con nhá. Đây là mày vừa nuốt nước bọt đấy. Thì giống như ha. Nó sẽ rung. Đâu mà đâu rung đâu. Đâu. Hay là hát thử nào, 2, 3. Nó em nghĩ bạn này hát hay anh ạ. Vâng. Bạn này sẽ hát hay. Ủa sao đổi rồi?
đổi dạ. chiều rồi lẹ vậy. Ủa bây giờ cuối cùng là con hát hay không hay? Sau khi nghe Thành bắt bẻ hơi sợ quá, quyết định đổi ngược lại là hát con hay. Con phải có lập trường của con. Dạ hát không hay. Mẹ theo con. Dạ. À, đổi nữa rồi nó mới hay đó, nó mới vừa hay đó.